lại nữa thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nếu chẳng sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu chẳng dùng bát nhã ba la mật đa sâu xa nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng pháp không nội nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh nhất hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng chân như nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng thánh đế khổ nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng thánh đế tập diệt đạo nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn tịnh lự để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn vô lượng bốn định vô sắc để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tám giải thoát để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng bốn niệm trụ để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng pháp môn giải thoát không để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng mười địa bồ tát để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng năm loại mắt để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng sáu phép thần thông để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng mười lực Phật để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp không quên mất để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tánh luôn luôn xả để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng trí nhất thiết để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tất cả pháp môn đà la ni để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tất cả pháp môn tam ma địa để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp quả dự lưu để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng pháp quả nhất lai bất hoàn a la hán để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng pháp quả vị độc giác để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng tất cả hạnh đại bồ tát để nhiếp hóa hữu tình khác hoặc chẳng dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư phật để nhiếp hóa hữu tình khác này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, nếu chẳng tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tịnh lự tinh tấn an nhẫn, tịnh giới bố thí ba la mật đa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không nội hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh hoặc chẳng tùy thuận tu hành chân như, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc chẳng tùy thuận tu hành thánh đế khổ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành thánh đế tập diệt đạo, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn tịnh nữ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tám giải thoát, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn niệm trụ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp môn giải thoát không, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc chẳng tùy thuận tu hành mười địa Bồ Tát, hoặc chẳng tùy thuận tu hành năm loại mắt, hoặc chẳng tùy thuận tu hành sáu phép thần thông, hoặc chẳng tùy thuận tu hành mười lực Phật, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn điều không sợ, so, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không quên mất, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tánh luôn luôn xả, hoặc chẳng tùy thuận tu hành trí nhất thiết, hoặc chẳng tùy thuận tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả pháp môn đà la ni, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp quả dự lưu, hoặc chẳng tùy thuận tu hành quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp quả vị độc giác hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả hạnh đại bồ tát hoặc chẳng tùy thuận tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này sẽ rơi vào một trong hai nơi thuộc nhị địa đó là địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thường dùng bát nhã ba la mật đa sâu xa để nhiếp hóa hữu tình khác lại chẳng thường tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa do nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ nhân ấy sẽ rơi vào một trong hai chỗ của nhị địa đó là địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác